thẳng thẳng văn ba kiếm thời thiên lễ kỳ siêu hướng linh trần văn ba lễ quân quân hồ thái bánh thẳng đằng trường linh chúng con một già chỉ thành ngưỡng cầu tam bào từ bi gia hộ cho chữ hướng linh phá tâm bồ đề rộng lớn dính sẵn nghiệm chương sâu dày. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Đại Di Bồ Tát, Nam mô Ta Đại Di Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, 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 Thịnh thầy Thích Quảng Đạo ban pháp vài lời nhân buổi rỗ năm thứ 29 của anh hùng Trần Văn Bá. Trước tiên xin lễ cúng cơm cho anh Trần Văn Bá, anh Lê Quốc Quân, Hồ Thế Hồng Bạch, quý thầy, quý cô, đại diện của chùa Khánh Anh, chỉ góp phần ủng hộ tinh thần phong trào tinh thần quân Trần Văn Bá. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện hương linh của anh và Lê Quốc Quân và Thế Bạch tất cả đều được vãng sanh vào thế giới an lành hơn, và sau đó để về phụ hộ được hỗ trợ cho chúng ta, cho đất nước quê hương Việt Nam suốt thanh bình theo những gì những người Việt Nam ở ngoài sống ta hơn chúng ta được mới được đó. Thì tôi cũng nghĩ một ngày không xa nào đó thì đất nước mình có tự do thật sự. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị và các bạn, trước nhất thay mặt tất cả xin thành kính cảm ơn thầy Thích Quảng Đạo với tất cả thầy, quý thầy, quý cô, chư tăng, gia đình Phật tử, chùa Khánh Anh. Chùa Khánh Anh và anh Bá có một sự liên hệ đặc biệt. Khi anh Bá còn hoạt động tại Paris, anh Bá thường đến chùa Khánh Anh để gặp cố hòa thượng Thích Minh Tâm và bàn chuyện tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. Trước khi nói đến anh Bá thì chúng tôi cũng muốn dành đôi lời để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Việt Dũng vừa mới ra đi. Anh Việt Dũng ra đi là một sự mất mát to lớn cho cộng đồng, và những bài hát từ đấu tranh đậm đà tinh thần dân tộc của anh đã là di sản cho cộng đồng. Không người Việt Nam nào mà không xúc động khi nghe bài hát Một Chút Quà Cho Quê Hương của Việt Dũng. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, chúng ta đến đây gặp nhau đông đủ để tưởng niệm anh Trần Văn Bá đã hy sinh vì nước cùng với hai liệt sĩ Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch. Đối với những người nào chưa biết đến anh Bá thì tôi ở đây xin có vài lời nhắc lại nét là người Trần Văn Bá là ai. Thì bề ngoài rất là thân hình không to lớn, chúng ta thường nhớ tới hay mặc chiếc áo da, tóc đầu cũng mòn và ngậm mũ mít. Anh là một người vui tính, ôn hòa, sống hòa bình với anh em, nhưng lòng cương quyết và tấm lòng luôn luôn tầm năm hướng về quê hương. Anh là giảng sư trường đại học nhưng có một cuộc sống rất là giản dị. Anh là người suy tư đi đôi với hành động, và trước khi ra đi anh đã để lại tại hải ngoại
một công trình hoạt động đáng kể. Trong những năm làm chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris, ông đã không ngừng nghỉ kết hợp các hội đoàn để tạo cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại một tư thế mạnh. Và khi còn 36 tuổi, anh đã quyết định từ bỏ cuộc sống an toàn, biển nghi để về chiến đấu tại trong nước. Chúng ta ở đây đều biết đến anh Bá, nhưng với người trẻ, những người Việt ở trong nước chưa biết đến người Trần Văn Bá, thì tinh thần Trần Văn Bá phát huy tinh thần Trần Văn Bá và tưởng niệm Trần Văn Bá để làm gì? Tại sao phải tưởng niệm Trần Văn Bá? Thì để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cũng nên nhắc lại rằng anh Bá đã về nước hy sinh và hài cốt của anh đang an nghỉ trên mảnh đất quê hương. Và hiện nay và cũng như sau này sẽ có rất nhiều người âm thầm, bất bạo động hay công khai đứng lên để tranh đấu cho tự do, cho công lý, cho tương lai đất nước. Những người này chẳng khác gì là biểu hiện cho tinh thần Trần Văn Bá. Bởi vậy phát huy tinh thần Trần Văn Bá là hỗ trợ cho những người chiến sĩ tự do, bất bạo động đó. Thứ 25 của anh Trần Văn Bá viết trong cơn say tan vỡ của Tiếng Pháo Đón Xuân 2010. Anh về mang hết thời trai trẻ, hoài bão niềm tin lẫn mộng đời, dẫn bước chân đi về đất mẹ, khát khao lòng gọi Việt Nam ơi. Anh về chiều đợi chưa ngã nắng, bóng đổ rừng cây sóng chiến bào, mồ hôi đọng muối khô trên áo, một thỏa hồng hoang nổi khát khao. Anh về vang tiếng gương khai phá, mong một ngày thấy đá đơm hoa. Anh, chính anh là Trần Văn Bá, lấy máu mình tưới đá trổ hoa. Và sau đây xin trích bài thơ Đầu Năm Nhớ Anh Trần Văn Bá của Lữ Anh Thư, viết ngày 1 tháng 3 năm 2007. Tuổi trẻ Việt Nam nguyện noi gương Trần Văn Bá, sẽ sống sao cho xứng với lòng tin của bậc anh hùng đã tấn bước hy sinh, quanh nhà cái chết dâng mình cho lý tưởng. Trần Văn Bá muôn đời là ngọn đuốc, tỏ rạng ngời trang sử Việt ngàn năm. Và sau cùng, anh đã nằm xuống nơi biển quê hương khốn khổ, anh đã nằm xuống cho trọn giấc mơ mà anh vẫn thường ấp ủ. Kháng chiến phải xuất phát thật sự từ quê nhà. Anh đã ra đi, đã lội qua biển đông để vái trời lấp biển, để câu nói của anh, mưa sẽ từ dưới đất mưa lên, như một lời nhắn nhủ với thế hệ đàn em nối tiếp. Còn chúng tôi, lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Hồng Sơn ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đón năm cùng đi hy sinh tiến trình đón sóng, vì tương lai quân dân cùng sóng pha với đây, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
tưởng nhớ mặc niệm chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, chúng tôi xin mời anh Đặng Quốc Nam, đại diện cho Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Nhờ tinh thần Trần Văn Bá mà Tổng hội Sinh viên Việt Nam năm nay đánh dấu 55 thành lập. Đây là một điều hiếm có thể nói là một hội đoàn tương đối lâu dài nhất ở Việt Nam tại nước ngoài. Năm nay Tổng hội Sinh viên sẽ tổ chức kết đánh dấu 50 năm ngày 16 tháng 2 tới. Tuy nhiên, anh Trần Văn Bá không chỉ đánh, anh Trần Văn Bá là người xuất thân từ Tổng hội Sinh viên. Từ kể từ năm nay, Ủy ban Tinh thần Trần Văn Bá được thành lập nhằm mục đích nâng cao tinh thần đó và để quy tụ tất cả các anh chị em nào cùng chung một lý tưởng. Trước tất cả, cảm tạ tất cả quý vị đã đến đông đủ đến đây để tham dự buổi tưởng niệm thứ 29, và đặc biệt xin cảm ơn sự có mặt của các anh chị đến từ Belgium, Bruxelles và Liège. Sự có mặt của các anh chị đã kính thiết lớn cho tôi, và có sự có mặt của các nhân sĩ ở Strasbourg, miền đông Pháp. Thank you.